Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Nông thôn mới Tây Bắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự tuần giáo khó khăn trong thực hiện tiêu chí thu nhập. Cuối chuyên mục là phóng sự còn nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí chợ nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiêu chí thu nhập trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đánh giá là một trong những tiêu chí quan trọng có vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Song hiện nay, số xã của huyện Tuần Giáo đạt tiêu chí này còn rất thấp. Đây là một trong những khó khăn, thách thức của cấp ủy chính quyền địa phương trong lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Gia đình anh Hạng A Sùng, bản Háng Chua, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo là hộ nghèo trong bản. Nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào làm nương. Vì thế, làm vất vả quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Chăn nuôi trồng trọt vẫn phụ thuộc vào tự nhiên. Vì vậy, năng suất không cao dẫn đến thu nhập thấp và cuộc sống nghèo khó vẫn chưa thoát được. Cuộc sống khó khăn thì vì mình đi đến mùa này thì mình đi lấy ngô về bán, vừa là để cho lợn gà các thứ. Một năm thì chỉ được cao nhất thì chỉ là 6-7 tấn thì cao nhất, chất 20-30 triệu gì đấy thôi. Nuôi lợn thì từ đầu đến cuối thì chưa bao giờ bán. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chương trình dự án về xây dựng kết cấu hạ tầng, chính sách xã hội cho người nghèo, các nguồn vốn ưu đãi, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Song với đặc thù xã vùng cao, xã Ta Ma bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ xuất phát điểm thấp. Nhận thức của người dân nhiều hạn chế, một bộ phận còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước. Cơ cấu kinh tế còn yếu, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp chưa phát triển, người dân gieo trồng và sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, năng suất cây trồng phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Bên cạnh đó, để xây dựng các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, nhưng việc huy động nội lực trong dân còn hạn chế. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đến thời điểm hiện tại là 24 triệu đồng trên năm. Trên địa bàn xã thì cũng khó khăn một số cái là tiêu chí về hộ nghèo này, và tiêu chí về thu nhập. Thế thì báo cáo các đồng chí là trên địa bàn xã thì chủ yếu phụ thuộc vào cái nương rẫy, phát triển về cây ngô thôi thì cũng rất khó khăn. Thế thì chúng chưa có cái mô hình nào để cho bà con người ta thực hiện áp dụng vào đấy. Cái nữa là cũng do trình độ dân trí thấp, cái áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì cũng chưa đảm bảo, nên là cũng rất khó khăn. Thì xã cũng đã có cái phấn đấu và có cái mục tiêu là Hà Nam sẽ phấn đấu là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7-8%. Thế thì để giảm được cái tỷ lệ hộ nghèo đấy thì xã cũng đã xác định là sẽ phấn đấu và khuyến khích là tái cơ cấu cây trồng, trong đó là sẽ thực hiện trong năm tới là sẽ có cái dự án là trồng cây maca đưa vào địa bàn để thử nghiệm mô hình để trồng đấy. Đối với xã Pú Nhung, vấn đề giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân cũng là vấn đề khó thực hiện khi mà tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn cao, gần 50%. Thực tế cho thấy, cái khó nhất để Pú Nhung thực hiện tiêu chí thu nhập chính là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi của xã còn manh mún nhỏ lẻ, dịch vụ chậm phát triển, hạ tầng giao thông khó khăn, ảnh hưởng đến sự thông thương hàng hóa giữa xã và các địa phương lân cận. Để tăng mức thu nhập, giúp nhân dân giảm nghèo bền vững, thời gian qua chính quyền xã đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ bà con thực hiện mô hình phát triển kinh tế như chăn nuôi gà, trâu bò sinh sản và trồng một số loại cây ăn quả. Tuy nhiên, những mô hình kinh tế được hỗ trợ đầu tư chưa phát huy hết hiệu quả. Các sản phẩm nông nghiệp còn manh mún, chủ yếu cung cấp tại xã mà chưa trở thành hàng hóa lớn. Vì vậy, mới chỉ dừng lại ở việc giúp người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định để cải thiện phần nào cuộc sống khó khăn, chứ chưa thực sự nâng cao mức thu nhập theo tiêu chuẩn đề ra. Chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã Pú Nhung thì một cái khó khăn nữa thì đặc biệt nhất là cái phần thu nhập của hộ nghèo. Đấy, nếu muốn giảm được cái tỷ lệ hộ nghèo chúng ta phải có thu nhập ổn định. Nên là hiện nay bà con Pú Nhung thì cũng chưa có một cái cây chủ lực để phát triển kinh tế, chủ yếu là trồng ngô, trồng sắn, trồng dứa và một số cây màu khác, nên là gặp rất nhiều khó khăn. Nếu mà không có nước tưới tiêu thì mùa khô thì những cây ăn quả thứ hai là diện tích trồng cỏ mà để chăn nuôi thì cũng không có nước tưới tiêu nên không có cỏ.
đây là một cái khó khăn, thì từ đó thì cái thu nhập cho bà con nó không ổn định. Đây là theo như đánh giá chung vừa rồi chúng tôi chỉ là thu nhập là thống kê toàn bộ chỉ đạt có 23 triệu đồng trên một người trên một năm. Đây là cái tiêu chí này chúng tôi rất khó khăn. Chính vì thì những việc đó thì tỷ lệ hộ nghèo chúng ta còn 47% nữa. Cho đến thời điểm này, chưa có xã nào của huyện Tuần Giáo đạt tiêu chí thu nhập và hộ nghèo trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Nguyên nhân mà đa số các địa phương đang gặp phải là do điều kiện kinh tế xã hội, nhiều nơi còn khó khăn, thu nhập chính của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Trong khi quy mô sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Giao thông nên đi lại nhiều vùng không thuận tiện, nên việc giao thương trao đổi hàng hóa bị hạn chế. Thế nên, thực hiện tiêu chí thu nhập giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 khiến các xã chưa đạt chuẩn gặp nhiều khó khăn. Thì bây giờ tính đến hiện tại này cũng đã được đánh giá là 16 trên 19 tiêu chí. Trong đó thì trong giai đoạn 21-25 sẽ phấn đấu đạt về đích nông thôn mới. Nhưng mà trong cái việc khó khăn, đặc biệt là về cái việc như vậy là về tiêu chí hộ nghèo với lại thu nhập thì vẫn còn rất là khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn mới, giai đoạn 21-26 này thì cũng theo cái chỉ tiêu, tiêu chí của số thu nhập đầu người thì cũng đã rất là tăng lên, thế cho nên thì cái số tỷ lệ hộ nghèo cũng lại tăng theo, thế cho nên cũng khó đạt kết quả trong những năm tới. Thì cũng hàng năm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cũng đề ra, cũng nghị quyết của Đảng ủy đề ra thì cũng tỷ lệ giảm phần trăm hộ nghèo xuống từ 7 đến 10%. Thì chúng tôi sẽ cố gắng đến từ giờ đến năm 2024-2025 sẽ cố gắng đạt tiêu chí hộ nghèo. Xác định thu nhập là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, vì vậy những năm qua, cùng với các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình nông thôn mới, cấp ủy chính quyền huyện Tuần Giáo còn triển khai nhiều chương trình dự án, các chính sách để thực hiện các mô hình kinh tế như trồng cây ăn quả, thực hiện các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Nhờ vậy, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch tích cực, một số sản phẩm nông nghiệp được phát triển theo hướng hàng hóa. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp được thành lập mới và dần đi vào hoạt động ổn định, có sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Cho đến thời điểm này, đối với xã Trường Đông, chúng tôi đã cơ bản đạt 16 tiêu chí trên 19 tiêu chí. Còn lại một số tiêu chí chưa đạt, cụ thể như là tiêu chí về thu nhập cũng như là tiêu chí về hộ nghèo. Thì để trong thời gian tới chúng tôi tiến tới về đích nông thôn mới, thì chúng tôi sẽ cố gắng để đồng ghép các cái chương trình chính sách an sinh xã hội và các cái chương trình mục tiêu quốc gia và tuyên truyền đến toàn thể bà con dân, các đặc biệt là các cái đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo để tiếp cận các cái biện pháp khoa học kỹ thuật áp dụng vào trong cái sản xuất và chăn nuôi, tăng thu nhập cho các cái hộ nghèo để xã về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới thì cũng còn rất là nhiều cái tồn tại khó khăn, đặc biệt là cái nguồn lực để thực hiện các cái tiêu chí về cơ sở tầng như là điện rồi giao thông, đặc biệt là tiêu chí y tế, cũng như là hai cái tiêu chí khó nhất hiện nay là tiêu chí thu nhập, tiêu chí số 10 và tiêu chí nghèo đa chiều là tiêu chí số 11. Đây là hai cái tiêu chí xác định là phải huy động rất là khó và phải có cái sự huy động vào cuộc cả hệ thống chính trị để chuyển đổi cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cũng như là cái việc là tạo ra các cái việc làm, cũng như để tạo từ đó để tạo ra cái thu nhập để giúp người dân có thu nhập, có việc làm, có sinh kế để mới có cái nguồn lực để thực hiện cái việc xóa đói giảm nghèo và thoát nghèo, cũng như từ đó thì mới đáp ứng được cái yêu cầu về cái việc phát triển kinh tế cũng như là đáp ứng được tiêu chí thu nhập và tiêu chí hộ nghèo trên địa bàn huyện. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới hiện nay, thu nhập bình quân đầu người vùng Trung Du miền núi phía Bắc phải đạt hơn 40 triệu đồng một người trở lên. Vì vậy, để đạt được mục tiêu trên, huyện Tuần Giáo đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương nhằm thực hiện tốt tiêu chí thu nhập.
trong đó chủ yếu là tập trung khai thác tối đa những lợi thế sẵn có, vận động người dân thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trong các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn ở huyện Mường Trà đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Diện tích đất này đã được xã Sa Long, huyện Mường Trà quy hoạch để xây dựng chợ. Song đã nhiều năm qua, xã vẫn chưa thực hiện được. Căn cứ tiêu chí chợ trong xây dựng nông thôn mới, điều kiện để xây dựng chợ là phải phù hợp cho lưu thông hàng hóa, gần khu dân cư, trung tâm xã. Hoạt động chợ phải kết hợp với các dịch vụ thương mại văn hóa khác có liên quan, diện tích đất xây dựng chợ từ 3.000 m2 trở lên. Mỗi chợ nông thôn phải có các khu kinh doanh theo ngành hàng, gồm nhà chợ chính, diện tích kinh doanh ngoài trời, đường đi, bãi đỗ xe, cây xanh, nơi thu gom rác. Với những quy định này thì xã không đủ điều kiện để thực hiện. Trong đó, quan trọng nhất là nguồn vốn xây dựng chợ quá lớn đối với một xã nghèo như xã Sa Long. Cái tiêu chí chợ nông thôn ấy thì là xã thì cũng đã xây dựng cái đề án. Tuy nhiên là cho đến thời điểm này thì cũng chưa thực hiện được. Đấy, đang có nhiều khó khăn, tức là bây giờ là theo cái điều kiện của xã cũng như là cái nhu cầu của bà con. Cái việc mà xây dựng cái chợ thì là xã chưa thực hiện được. Thế tuy nhiên là cái đất thì cũng trước đây thì cũng chưa được quy hoạch. Thì sau khi mà thực hiện cái đề án xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cũng đã quy hoạch cái quỹ đất để xây dựng chợ. Đấy, cho nên bây giờ thì cũng chưa được giải tỏa. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động nhân dân, vừa là hiến đất vừa là thực hiện cái chương trình dự án hỗ trợ để xây dựng cái chợ trung tâm xã. Đối với xã Pa Ham, dân cư còn chưa đông đúc, việc trao đổi hàng hóa tập trung chủ yếu ở một vài khu trung tâm đông người. Nếu như xây dựng chợ lớn bây giờ thì cũng chưa biết sẽ phát triển kinh doanh những gì. Trong khi đó, việc tập trung các hộ kinh doanh ở chợ và hướng người dân ra chợ là rất khó khăn vì không thuận tiện đi lại cho người dân. Trong cái tiêu chí chợ nông thôn thì xã cũng lập quy hoạch để tổng thể trên địa bàn xã để chợ lựa chọn cái khu chợ gần đường để bà con nhân dân thuận tiện để giao lưu hàng hóa. Nhưng qua khảo sát thì trên địa bàn xã thì những cái diện tích đất mà giáp danh đường quốc lộ thì cũng hơi khó. Thì hiện tại theo chuẩn chợ nông thôn thì cũng phải đủ đảm bảo diện tích. Nhưng qua khảo sát thì những cái diện tích đó thì sắp cơ bản là chợ phải sát đường, giáp ngay đường để thuận tiện cho bà con dân giao lưu hàng hóa. Nhưng qua khảo sát thì trên địa bàn Pa Ham cũng rất khó chọn cái diện tích này. Cơ bản là bà con nhân dân là toàn xây dựng nhà cửa sát ngay đường, không có để chọn cái diện tích để chọn làm chợ trung tâm. Xa đường quá thì bà con nhân dân lại cũng khó, thứ nhất là về giao lưu hàng hóa hàng ngày, trao đổi mua bán thường xuyên. Thì cái diện tích này chọn cũng hơi khó trên địa bàn xã Pa Ham. Thực tiễn, xây dựng chợ đáp ứng tiêu chí nông thôn mới đang là một vấn đề khó đối với huyện, mà khó khăn cơ bản là về vốn. Cụ thể là nguồn ngân sách hạn hẹp, nguồn vốn huy động xã hội, huy động vốn từ các hộ kinh doanh rất hạn chế, trong khi để đạt tiêu chí chợ cần nhiều yếu tố, đòi hỏi kinh phí lớn. Hiện trạng cơ sở vật chất các chợ nông thôn trên địa bàn huyện nhìn chung còn lạc hậu, nhiều chợ vẫn trong tình trạng lán tạm và họp trên nền đất trống, chưa đáp ứng được nhu cầu trao đổi, giao lưu hàng hóa của nhân dân. Chúng tôi ngồi buôn bán ở đây nhiều năm rồi, không có chợ. Chúng tôi phải dựng những cái lán như thế này để ngồi bán thôi. Bán ở đây gần đường ô tô, xe máy đi lại nguy hiểm lắm. Chúng tôi mong cấp trên đầu tư là cái chợ để chúng tôi có chỗ buôn bán được ổn định. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tiêu chí thứ 7 về chợ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Mường Trà đang gặp nhiều khó khăn. Muốn giải quyết vấn đề này, ngoài sự chủ động của địa phương trong thu hút đầu tư, thực hiện xã hội hóa, thì việc quy hoạch xây dựng chợ tạo được sự tiện lợi của nhân dân là yếu tố hàng đầu để các chợ có thể trở thành điểm kinh doanh thuận tiện và thực sự vì lợi ích của người dân. Đến đây, chuyên mục Nông thôn mới Tây Bắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.